Còn tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều loại nông sản như dưa hấu, dưa lê, cà tím đang vào vụ thu hoạch rộ. Đây đều là những loại nông sản mang tính thời vụ cao. Nếu không được tiêu thụ kịp thì công sức của người dân sẽ đổ sông đổ biển. Nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, những ngày qua, Hội Nông dân các huyện Lương Tài, Gia Bình đã phối hợp cùng với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức cá nhân chung tay thu mua tiêu thụ nông sản cho người dân, tránh tình trạng là nông sản giảm giá quá sâu. 30 hectare dưa lê và dưa hấu của xã An Thịnh, huyện Lương Tài đã đến ngày thu hoạch. Nếu như mọi năm, tư thương cho xe đến tận ruộng thu mua, thì năm nay hàng chục tấn dưa vẫn nằm phơi ngoài ruộng. Những ngày qua, Hội Nông dân huyện đã liên kết với nhiều đơn vị và cả thương lái thu mua dưa hấu cho nông dân với giá 3.500 đồng 1 kg. Dù mức giá này còn thấp, song để tiêu thụ kịp dưa hấu trong thời điểm này đã giúp nông dân giảm bớt phần nào thiệt hại. Nếu bình thường như người nông dân mà có để được có lãi thì là nông dân phải bán cái dưa hấu như của tôi hôm nay bán. Ít nhất nó phải tầm độ 5.000 trở lên. Của tôi là như thế là tôi đã nhẩm trong đầu tôi đã là mất tầm độ trên 100 triệu. Vụ xuân này, huyện Lương Tài có gần 200 hectare trồng các loại dưa hấu, dưa lê, dưa chuột, cà tím. Trong 5 ngày qua, đã có hơn 200 tấn nông sản được tiêu thụ. Ước tính còn khoảng 300 tấn đến kỳ thu hoạch cần được tiêu thụ trong vài ngày tới. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên kết với các công ty để hỗ trợ tiêu thụ các cái mặt hàng được thu hoạch trong cái vụ này để động viên bà con hội viên nông dân sản xuất cái vụ hè và vụ hè thu. Còn tại huyện Gia Bình, bà con nông dân cũng đang tranh thủ thu hoạch dưa lê để cân cho đơn vị thu mua ngay tại ruộng. Chúng tôi mất ăn mất ngủ về dưa. Năm nay coi nào chúng tôi rồng ra mà vào mùa dịch không bán được. May là nhờ có các cháu bên thiện nguyện về đây giải cứu dưa cho, mới lại bên chủ tịch xã liên hệ với nhau để giải cứu cho bọn tôi. Nên là chúng tôi không biết nói gì hơn rồi, cái nào cảm ơn tất cả. Bà con bán nông sản với giá 4.000 thì tôi sẽ thu mua của các tôi sẽ hỗ trợ bà con bán với cái giá như thế để làm sao mà cả vừa đủ cái chi phí hỗ trợ, có thể hỗ trợ cho bà con và các anh chị, các bạn mạnh thường quân có thể mua được cái giá tốt nhất. Dưới cái nắng như thiêu đốt, các tổ chức cá nhân vẫn cùng nông dân thu hoạch nông sản. Điều này đã phần nào chia sẻ khó khăn với bà con trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, hàng loạt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật đã được kiến nghị đề xuất để tạo điều kiện tốt nhất cho nông sản Việt được thông thương thuận lợi. Hoa Kỳ đang khởi xướng điều tra bán phá giá mật ong nhập khẩu từ Việt Nam. Hay Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng đông lạnh nhập khẩu do lo ngại rủi ro lây truyền dịch COVID-19 khiến cho các mặt hàng thủy sản, sữa xuất khẩu của nước ta gặp khó. Và vấn đề cấp bách nhất hiện nay chính là tiêu thụ trái cây như vải thiều, dưa hấu, ớt, sầu riêng sang Trung Quốc đang gặp khó khăn về kiểm dịch thực vật. Chúng tôi luôn bố trí cán bộ, toàn bộ cái nguồn lực con người cũng như cơ sở vật chất. Thì hiện nay cán bộ ở các cửa khẩu chúng tôi làm việc 24/7. Các cán bộ ở phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng làm việc 24/7 để làm sao để có thể là kiểm tra kiểm dịch nhanh nhất, trả kết quả về kiểm dịch thực vật cũng như an toàn thực phẩm nhanh nhất đối với các lô hàng xuất khẩu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với các cái đơn vị kiểm dịch thực vật ở bên đầu xuất khẩu để làm sao mình giảm bớt, tức là mình có thể rút ngắn được cái thời gian thông quan ở cửa khẩu. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cũng nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dễ gặp bất lợi về thị trường khi có biến động như dịch COVID-19 là do việc sản xuất manh mún, xây dựng mã số vùng nguyên liệu còn hạn chế, khiến việc truy xuất thông tin gặp khó khăn khi tiêu thụ. Sẽ xây dựng các cái mô hình để theo cái chuỗi để làm sao tiêu thụ được cái nông sản, đặc biệt là kết hợp với các cái tổ chức đoàn thể để chúng ta xây dựng những cái mô hình cung ứng nông sản an toàn thực phẩm. Chính trong điều kiện tôi mới vừa đi khảo sát một số cái mô hình về chuỗi cung ứng nông sản an toàn thực phẩm, chúng tôi cũng thấy rằng cần phải nhân rộng những cái mô hình và theo một cái chuỗi khép kín, thì chính cái điều kiện xây dựng cái chuỗi an toàn thực phẩm khép kín này nó sẽ ứng phó trong cái điều kiện COVID là rất là tốt. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy mạnh mở cửa thị trường, cung cấp thông tin về rào cản thương mại tại các thị trường nhập khẩu cụ thể, đồng thời thuận lợi hóa quá trình kiểm dịch động thực vật, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp thương mại nông sản trong bối cảnh đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh trong nước đang có nhiều căng thẳng, nhưng song song với phòng chống dịch, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, trong đó có tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ban ngành hữu quan để tiêu thụ nông sản, không để xảy ra vướng mắc vì COVID-19. Sắp tới, một hội nghị sẽ được tổ chức gồm các lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và các cơ quan hữu quan của Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp Việt Trung để bàn về giải pháp đảm bảo việc tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc sao cho thông suốt từ đầu đến cuối vụ thu hoạch. Hội nghị sẽ kết nối trực tuyến 4 điểm cầu tại Nam Ninh, Bằng Tường, Côn Minh, Hà Khẩu và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Hai cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị của Lạng Sơn là hai cửa khẩu chính trong việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc và các thị trường khác. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã xây dựng một loạt phương án từ vận chuyển, quy trình xuất khẩu cho tới kết nối với các địa phương trong cả nước. Lạng Sơn cũng thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc nhằm đảm bảo hàng hóa xuất khẩu không bị ùn tắc. Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, trong năm 2021 này, Việt Nam sẽ có tổng cộng 120 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho người dân. Mới đây nhất, cơ quan này đã đạt được thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga. Trước đó, thì Bộ Y tế đã đàm phán thành công 38,9 triệu liều vaccine COVID-19 qua nguồn COVAX, trong đó lô thứ nhất với 811.200 liều đã về tới Việt Nam. Vào ngày 1 tháng 4, lô thứ hai có hơn 1.682 triệu liều đã về vào ngày 16 tháng 5. Theo Bộ Y tế, trong năm 2021, Việt Nam sẽ có hơn 120 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, 5 triệu liều vaccine của Moderna, 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga, 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, 31 triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech, 38,9 triệu liều do chương trình COVAX Facility tài trợ miễn phí. Hiện Bộ Y tế vẫn đang tích cực đàm phán tiếp tục để tăng cường thêm nguồn cung ứng vaccine cho Việt Nam. Bộ Y tế cũng thúc đẩy các doanh nghiệp, đơn vị trong nước nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất vaccine để đảm bảo vaccine trong tương lai nhằm đảm bảo an ninh y tế. Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Sáng ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Lãnh đạo 4 tỉnh có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang cũng tham gia họp theo hình thức trực tuyến. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phiên họp diễn ra trong bối cảnh thời gian qua đã chứng kiến đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát. Thủ tướng đánh giá chủng dịch lần này mạnh hơn, nguy hiểm hơn, lan tỏa nhanh, khó kiểm soát hơn trước. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì chúng ta đã góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là điểm nhấn rất quan trọng trong tháng 5. Thủ tướng cho biết, mặc dù dịch đang diễn biến phức tạp trên bình diện cả nước, nhưng chúng ta đã kiểm soát được. Nơi có ổ dịch lớn thì đã được kiềm chế và từng bước đẩy lùi. Với thời gian họp dự kiến cả ngày hôm nay, Thủ tướng cho rằng với nhiều nội dung, thời gian ít, yêu cầu cao thì các đại biểu cần đóng góp những ý kiến tâm huyết, hiệu quả. Vì vậy là tôi đề nghị các ông chí trình bày cũng như là phát biểu với một cái tinh thần ngắn, gọn, đi thẳng vào vấn đề. Và cái tư tưởng chỉ đạo là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân, doanh nghiệp hưởng thụ thật. Theo chương trình, phiên họp sẽ tập trung thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước. Chính phủ sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng được người dân và doanh nghiệp hết sức quan tâm. Trong đó có các giải pháp tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, địa phương.